Hôm nay không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Từ sáng nay thì nó đã ảnh hưởng tới khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng tiếp đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong hôm nay thì Bắc Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa nhỏ rải rác. Khu vực Trung Bộ thì nhiều nơi có mưa, cục bộ có điểm mưa to. Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến dưới 16 độ, vùng núi cao là dưới 10 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho tới 18 độ.